chiều nay ngày 4 tháng 6 năm 2020, Đài Tiếng Nói Người Dân cùng Trương Yến thực hiện với dân oan ba miền của chúng tôi. Chiều nay đến nhà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chỗ kia hát bên con xuống đi. Là chỗ kia bà con thái bình rôn thôi. Chúng tôi là dân quan Tiền Giang này. Vậy chúng tôi là dân quan Tiền Giang. 25 năm mà dự án có 15 năm mà giải tỏa tôi trước 10 năm, bây giờ tới với dân quan tới 25 năm rồi mà dự án có 15 năm mà. Kêu gọi bà con chia sẻ với dân quan trong nước ngoài nước cũng giúp cho dân quan Tiền Giang chúng tôi lên từ 1A. Bà con ơi. Hãy chia. Hãy chia sẻ cùng dân quan chúng tôi chứ mà lại lên sẻ cùng dân quan chúng tôi đi trong nước ngoài nước. Trời ơi, chúng tôi quá khổ rồi. Các chính phủ Việt Nam không bất lờ, không giải quyết cho chúng tôi được, chúng tôi đi suốt. Đi ngày đi đêm mà dân nắng và mưa. Bảo rồi bà mượn thăm nhà không cửa. Ở ngoài đường bây giờ là thành những người không nhà vô hay cư. Bây giờ bà hỏi tôi nguyện nói vậy. Xin nhận đồng chia sẻ mạnh tay lên dựng đỡ dân quan chúng tôi đến tỉnh Tiền Giang từ 1A. Tôi chở bà vô bệnh viện đi nè. Cái băng rôn ra đi. Băng ừ. Thả băng rôn ra đi bà con ơi. Vậy mà đây thả băng rôn ra đi. Thả băng rôn ra. Bà con ơi, đứng mạnh bạo lên đòi công lý đi bà con ơi. Ừ. Bị oan nhiều lắm bà con ơi.
gian ở chúng tôi. Dự án này 15 năm chưa giải quyết, mà bây giờ có hai thông báo, một ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai là ông Trương Hòa Bình. Mà tới nay ông chủ tịch tỉnh Tiền Giang tôi không có giải quyết một người nào hết. Tất nhiên là ông lập quốc viên qua ổng, ông đàn áp người dân Việt Nam, người dân Tiền Giang chúng tôi. Tới nay chưa thực hiện gì hết, làm cho chúng tôi đi cái đây lang thang vậy nè. Bây giờ chúng tôi đi lang thang đầu đường xa trời, coi như nhân ông chúng tôi người thật việc thật. Nhân dân chúng tôi là người bị chính quyền cướp đất cướp nhà. Nhân dân chúng tôi đi đến các cái cơ quan thẩm quyền, các cái thẩm quyền để giải quyết nhân dân chúng tôi, mà nhân dân chúng tôi kéo đến cơ quan thì công an đàn áp nhân dân chúng tôi, lừa đảo đẩy chúng tôi lên xe. Như vậy là nhân dân chúng tôi biết đòi ở đâu, ai là người trả chúng tôi? Chính đảng viên Đảng Cộng sản đi cướp chúng tôi, mà cái đằng dưới đi cướp, mà đằng trên thì bao che. Nhân dân tôi đến các cái cơ quan để mà kêu gọi gõ cửa cơ quan để giải quyết trả đất trả nhà chúng nhân chúng tôi, để có nhà ở, có nhà sinh, có chỗ sinh sống ổn định. Mà tại sao đến các cái cơ quan của các ngài mà cho công an là đàn áp chúng tôi, lừa đẩy chúng tôi lên xe như vậy, là chúng nhân chúng tôi thấp cổ bé họng. Nhân dân chúng tôi thì về đâu, đi đâu sẽ về đâu? Thì tất nhiên nhân dân chúng tôi sống đầu đường xá chợ. Đây này có cái cơ quan thiệt to thiệt mập như vậy, mà tại sao không có xử lý nữa, xử lý như cán bộ anh cướp nhân dân chúng tôi. Trả đất cho nhà. Thủ tướng chính phủ. Trả đất cho nhà cho dân. Thủ tướng chính phủ. Trả đất cho nhà cho dân. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất cho nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất cho nhà cho dân. Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trả đất cho nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trả đất cho nhà cho dân. Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an ơi. Trả nhà cho dân. Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an ơi. Tô Lâm bắt cướp đây, bắt cướp đang dùng dịch án dân Đảng Cộng sản cướp của dân Tô Lâm. Cướp đất của nhà của dân. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ơi. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trả đất của nhà dân. Trả nhà trả đất của cho dân. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trả nhà cho dân. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trả đất của nhà cho dân. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trả đất của nhà dân. Giải quyết cho dân. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trả đất cho nhà cho dân. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo tham nhũng. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trả đất cho nhà cho dân. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trả đất cho nhà cho dân. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trả đất cho nhà cho dân. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 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 Trả đất cho nhà cho dân. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Luôn cái gõ này gõ. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 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 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 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 Em làm cả nhà cho đất để cư dân chúng tôi. Ok,
đi rồi. Ông đi rồi, ông đi rồi. Ông Phúc là lên xe rồi đó. Coi như thu thuốc nhân dân Phúc phải vừa ra, ra xe chạy đó. Ra rồi đó, Phúc ra rồi đó. Gia đình người ta là người ta đã mất đất mất nhà, bắt người ta đi nước, có gia đình có nhà có cửa. Thấy người dân làm thế này bỏ chạy, tôi cứ ra thấy người dân chúng tôi như vậy bỏ chạy. Người cha để sống sờ sờ đó mà đốt lương mẹ nghe. Cái mẹ lặng con đốt xanh hai lần đốt người cha. Chớ đi là bệnh viện Hà Nội nó cấp cứu. Mà người cha sừng sờ đó sờ sờ trước mắt đó mà nói thừa là mẹ vợ giết người chồng. Chớ xanh đốt nhiều giống sờ sờ đó quá gian ác không. Mẹ tôi vô thôi. Bà con ơi. Trời ơi. Chúng tôi là người dân, chúng tôi kêu là ông vậy đi. Trời ơi, ông Nguyễn Trung Hương ơi, ông dám bỏ qua đâu mà ông. Người ta 4 năm nay thủ tiêu rồi. Cứ đứng này, đứng này. Chết cũng mày thấy xác chứ. Đứng này, ông Thủ tướng Dân Phúc ra rồi. Có đi lên là con mít cầu, đứng này đây. Thủ tướng Dân Nhân Phúc đi ra nhắm mắt làm ngơ rồi. Thủ tướng Dân Nhân Phúc thấy dân vậy mà nhắm mắt làm ngơ bỏ chạy. Thủ tướng trả đám trả nhà cho dân. Kêu nó đi, kêu nó đi, nó đi, nó dọc dọc đường, kêu nó dọc dọc đường đi. Kêu, kêu nó đi đi. Người dân nhà vô tội để cướp đất cướp nhà.
Thủ tướng chính phủ. Thủ tướng chính phủ. Trả nhà trả đất cho dân. Thủ tướng chính phủ. Trả đất trả nhà lại cho dân. Thủ tướng chính phủ ơi. Thủ tướng chính phủ ơi. Trả đất trả nhà cho dân. Thủ tướng chính phủ ơi. Trả đất trả nhà lại cho dân. Thủ tướng chính phủ ơi. Trả đất trả nhà cho dân. Ba hồn bay về thủ tướng chính phủ ơi. Trả đất trả nhà cho dân. Ba hồn bay về thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trả đất trả nhà cho dân. Ba hồn bay về thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trả đất trả nhà cho dân. Ba hồn bay về thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trả đất trả nhà cho dân. Ba hồn bay về thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Trả đất trả nhà cho dân. Đấy chồm xem đấy. Nó đọc bài đọc đáng hay là đứng không? Đọc ba đọc bài đọc đáng. Hại nước hại dân đấy. Nhân dân chúng tôi như vậy là lên xe cái là tối đó là đưa lên xe gì à? Tối đó cái đưa lên xe gì à? Thấy đọc tài đọc đáng không? Đa đạo tham nhũng. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo quan tham đọc đài đọc đáng cướp đất hại dân. Đây không, ông này cái gì? Là gì bà ơi? Ông này cái gì? Ông đang tìm lên nè em. Ông này được giao viết đất cho tôi không? Tôi anh được viết biết phải cho anh được giao viết đất cho tôi không? Mà tại sao anh tay anh chạy cái tay tôi như vậy? Hả? Nè mày chạy cái tay tôi ra được tiếng gì? Ông đừng có làm cái ông đừng có làm cái thái độ cái đảng cộng sản đóng tay như chưa? Ờ. Ác lại ác bao ông làm cái đảng đóng tay như chưa? Thôi ông ta không biết ông tôi làm. Ông tôi làm không? Ông cho bạn bè đâu mà ông ra cái đàn áp tôi không? Không. Ông cho nắng cánh tay tôi bé tay tôi vào không? Không. Con người của ông làm gì? Ông làm gì cho đàn ông bé tay tôi? Không. Tôi không có lên. Tôi không lên tôi làm như tôi. Không. Tôi không có lên làm như tôi. Ông làm như tôi. Ông làm gì? Ông làm như chi vậy? Người dân chúng ta người đúng. Mẹ đâu mẹ? Đúng 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 được. Đúng đường đúng lối. Con người ông sai. Ông người ông thấy sai nghe chưa? Hả? Ông tôi làm. Ông đưa bao giờ của ông. Người độc tài độc đảng của ông là hay của nhân dân. Hả? Nghe ông tôi làm. Bao hôm nay dân tôi làm. Hả? Ông mua công ăn, ông mua công ăn mặc áo trắng phải không? Hả? Trả tôi đây, trả tôi là chặt cái sâu đầu ba nhân thân này. Ông đừng có làm cái thái độ không? Ông đừng có làm cái thái độ mà ngu nhanh nè. Ông đừng ăn phải ông bảo vệ đất nước đâu. Ông bảo vệ cho cái anh cướp đất nước nhà của dân chúng tôi đây. Hả? Thấy cái thằng già kia. Cái thằng già mắc nết kia. Đa đạo độc đại độc đảng độc đảng hại dân. Đa đạo công an hiện với chặt ác với dân. Đa đạo công an hiện với chặt ác với dân. Đa đạo công an hiện với chặt ác với dân. Đa đạo công an hiện với chặt ác với dân. Đa đạo tôi làm bao nhiêu công an công an là đàn áp dân. Đa đạo tôi làm bao nhiêu chi đạo công an đàn áp dân. Đa đạo tôi làm chỉ đạo công an đàn áp dân đi kìa. Đa đạo tôi làm đàn chỉ đạo công an đàn áp dân đi kìa. Đa đạo tham nhũng. Không hết. Chồng mẹ chúng tôi về. Chồng mẹ chúng tôi về đây. Mẹ tôi không có tội tình gì hết. Trả mẹ chúng tôi về. Bước trong này, bước trong này chú. Cha mẹ chúng tôi về đây. Trời ơi, coi chừng kẹt tay. Chừng kẹt tay. Cha mẹ chúng tôi về đây. Cả trăm thằng thấy không? Cho anh... Cho điện anh thấy ư?
đưa mình lên cả thăm thằng á. Thôi về đi. Con xếp này lại đi con, xếp tấm này lại. Xếp tấm lại đi con. Xếp tấm này lại đi. Xếp tấm này lại đi. Người dân chúng tôi đau khổ mày chưa? Hả? Con em đưa con em. Ra ba cái thành là dạ, nó nắm tay nó dặn em này nè con. Nó nhấn dặn dặn cái tay em này. Chồng có cái dấu không? Có cái dấu không vậy? Con nghỉ đi, đừng có la nữa. Đừng có la nữa, con nghỉ thôi coi. Mai còn đi nữa. Đi nếu con à, còn nhiều ngày thôi. Ờ, kết á. Nước chảy đá mòn. Có như là con như là dân chúng tôi việc người thật, việc thật. Mà tại sao ông Tô Lâm ông đưa công an ra để đàn áp nhân dân chúng tôi? Mỗi khi nhân dân chúng tôi đến các cái cơ quan để kêu cứu, ông này kêu ông những người địa phương, chính quyền đảng viên đảng cộng sản địa phương để cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Mỗi khi chúng tôi đến cái cổng thủ tướng chính phủ thì đưa cả hàng mấy trăm công an ra đàn áp nhân dân chúng tôi, kéo lôi nhân dân chúng tôi lên xe. Phải cái chế độ độc tài độc đảng bất hiếp dân người dân không? Độc tài độc đảng cướp đất hại dân không? Nhân dân chúng tôi thấp cổ bé họng, nhân dân chúng tôi đi đâu về đâu đây? Mỗi khi nhân dân chúng tôi đến các cái cơ quan có thẩm quyền để cứu lấy nhân dân Việt Nam chúng tôi, nhân dân quan chúng tôi, ba miền chúng tôi, mà tại sao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nó bẻ tay chân gãy luôn rồi? Cái thằng quý vậy? Ừ. Nó mình tình đó, nó mình tình. Nó trắng đó hả? Già già đó thằng già đánh tay em nè, tôi nè. Già mất dạy. Ừ. Tôi biết tôi. Chừng tôi biết tha đi anh, không biết tha nè, nắm tay con này nó giằng cái cây gặp trên đầu nó. Ừ. Lấy cây nó quất đầu nó luôn. Tôi biết tha đi, mày tha đi mày nắm tay gãy tay nó mới tha tao, nó nắm tay tôi đấy. Gãy tay ra. Coi sức dầu rồi đi. Đấy. Mày đi mấy bà không hùa xuống mà đập cái tiếp lên đầu nó. Nó nắm cái tay tôi mày thả ra cho mày nắm tay con người ta gãy làm sao? Rồi nó tới nó quất cái tay tôi, nó nắm cái tay tôi đấy. Đó là bé tay, nó bé tay, nó bé đầu, tôi mới mày thả ra cho mày nắm tay mày, mày bao giờ cho cái cướp mày nắm tay dòng mà bé, cứ nó quật qua nó nắm cái tay tôi, nó giằng cái tay tôi đấy, nó giằng cái tay tôi. Thả thả dừng ta, thả cái nó. Nó nằm mấy tay nông nó giằng tay dài, ông chồng tôi la cái hùng nó mới thả ra đấy. Quá nó quá vàng ác hẳn. Nè nè con, đi xem cái bạn cục kiểu này nó thanh thứ tiếng nè con. Đó là công an hiền, đá công an phải đền hiền với giặc ác với dân. Đá công an phải đền hiền với giặc ác với dân. Đá công an phải đền hiền với giặc ác với dân. Đá công an phải đền hiền với giặc ác với dân. Đá công an phải đền hiền với giặc ác với dân. Đá cái bọn tham nhũng. Đá cái bọn độc tài tham nhũng. Đá cái bọn độc tài độc đảng tham nhũng. Nhớ cái mặt thằng già đó không? Cái thằng già đó. Thằng già đó tôi quay trong này nó thăm nhớ. Mai bố lên nó xả đầu nó ra. Thấy nó lém. Xả đầu nó ra. Mày đưa con dao đi. Đây tôi nói mấy bà đâu nói cái thằng đó nó giận tay tôi đây bà con. Nhưng mà tại sao không có người không níu cái đập cái thằng đó. Cái thằng kia nó tới nó càng nó ôm tôi ra đó. Trời ơi đằng này lên xe hết trơn rồi đâu ở dưới đâu nghe chị cãi tưởng đâu ấy gì mà mấy lúc này còn ở dưới đó. Cái còn ở dưới cái đó bà ơi, nói giỏi bà cũng tên bà đừng nói tay vậy bởi vì coi như là dân hả đó cái thằng nó cũng quen mệt cả cho ở nên không phải chạy đó tôi nói mày thả ra cho mày nắm cái tay con người ta mà bé tay mày giận tay con gì con ta nó quay ra nó nắm tay tôi nó giận luôn đấy ác gì vừa ác quá con mày sao không có lô đất ra à cái thiệt má thành công an nó nói gì công an gì nó thứ bảo vệ nó ra nên lim đít rồi là bọn kia cái bọn dịch vụ nó ra là lim đít thì má thành công an chứ chí sao nó làm vậy nhá, phải nó kiếm tiền chứ phải nó công an hay là nói gì đâu, đồ cái sương quét rác đó mà bảo cả thành bảo vệ đấy. Ừ mày cái đồ nóng quá
có giỏi ra biển đông rồi mà chữ chưa chậu đâu gào biển đông anh hiểu sao đâu không đâu không đi ra Hoàng Sa Trường Sa đâu nắm đi nó nắm nó giận của tôi còn đâu mà nó nắm giận thiệt nắm được kéo mà. Lấy dầu thai con nó giận nó chi thảy nó chi mày nói nó buông ra nó giận ra tôi đây trong mấy nó còn có mà giận tay nó bị bể tay nó gì cái nó quật ra nó nắm tay tôi nó giận mà nó không dám giật điện thoại tôi mà nó nắm tay tôi nó giận bóp bóp cái tay nó lại quá giận ác. Cái chỗ độ này nó quá gian ác, chỗ độ này nó quá dã man. Coi như vừa vừa là nóng lắm. Cướp đất thật này nóng lắm. Cướp đất cướp nhà của dân. Tôi đi bịt miệng với gì nhưng mà tôi sẽ sống. Dù cho ông bà có trù giặt tôi tới mức nào tôi cũng sẽ sống. Tôi phải đòi lại quyền lợi cho mẹ của tôi. Tôi phải đòi lại quyền lợi cho mẹ của tôi. Dù mấy ông bà có làm gì tôi đi chăng nữa tôi cũng phải đòi lại quyền lợi của mẹ của tôi. Giờ chị bảy bà đau con ngồi giữa con. Không bà có làm gì tôi đi chăng nữa tôi cũng phải đòi lại quyền lợi của mẹ của tôi. Mẹ tôi là vô tội. Các ông bà bất hại như cư dân đi ra tới trụ sở trung ương của các ông bà. Ông thủ tướng ơi, ông bảo kê cho lãnh quan bên ngoài giết tôi bệnh miệng phải không? Ông bảo kê cho hai tên làm đất nước hai tên phải không? Thôi giờ giữ vững sức khỏe nghe lại tôi nè. Các người các lực để làm gì? Để bỏ hai tên cha đạp lên lục pháp của các người. Những kẻ đó mới là phản động. Những kẻ đó tham nhũng sao các người chống mà các người không dám? Các người đó là không dám chừng trị. Bọn anh nhũng Hà Tĩnh thì các người bảo kê cho anh làm đất nước Hà Tĩnh chứ còn gì. Đất nước Việt Nam mới là đất nước Hà Tĩnh. Đất nước Việt Nam mới là đất nước Hà Tĩnh. Ngày hôm nay các người đánh giết tôi để bịt miệng. Các người đánh giết tôi để bịt miệng. Nhưng mà tôi vẫn sống, tôi vẫn đi kêu đồ cho mẹ tôi. Vô tôi ông trời à. Con. Nói với ông trời, ông bà con nhân ơn mình đây. Ông trời ông có con mắt. Bây giờ nhân dân mình đã đi lên đây thì bây giờ mình con tìm bà con mình tìm con đường nào như vậy đã đi lên nó đọc mày lên là các nhân dân chúng mình lên chi không lên chi nó dân tay nó bế họng nó như nhà thế này là dân chúng mình là càng ngày càng chết. Nhân dân chúng mình bây giờ phải đi đâu chứ về đâu đi cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi lang thang cùng đường xó chợ như thế này. Tao không khúc chạy ra cái cổng nãy đó. Thấy nó quẹo mấy tông. Tông chủ cái xe đầu cái xe nổ ông kia đấy. Sợ dân mình chạy ra níu nó. Lọc đọc đó. Sợ dân ra trước rồi xe chậm nó chạy ra đó. Tôi thấy là tôi chạy ra nó chạy ra cái nó kéo tôi đó đặng trong cái xe nó mới chạy ra được. Bà con dân ông chúng tôi là việc thật. Người thật việc thật không bao giờ dối trá chính cái đặng. Cái đảng cộng sản là dối trá, độc tài, độc đảng, độc quyền, cướp hại nhân dân chúng tôi, bóc lột nhân dân chúng tôi, không còn con đường nào đi. Khi nhân dân chúng tôi mất đất mất nhà, không còn cái nhà mà ở, không còn chỗ ở, nhân dân chúng tôi bước ra ta Hà Nội, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho công an đã đàn áp, Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an cho công an đã đàn áp, đưa cái cờ kê lục chốt, nó lợi dụng. Nó đàn ép nhân dân chúng tôi, nó bế tay bế cố nhân dân chúng tôi như thế này. Phải độc tài độc đảng, bất hiếp hại nhân dân chúng tôi. Xin anh chị em là chia sẻ nhân dân chúng tôi. Thế này là coi như dân chúng tôi là quá đau khổ. Chia sẻ nhân dân chúng tôi mạnh là người lớn tuổi như thế này, già như thế này mà đi lang thang cùng đường cùng chợ nắng non, người nào người nói đi cũng khóc lên khóc xuống thảm thương. Mà tại sao nhà cầm quyền đáng cầm sáng nó quá độc tài, như hình như nó tai nó không nghe, mắt nó không thấy, nó không thấy, nó giả vờ giả điếc, giả câm giả vờ giả điếc. Chính quyền đi cướp mà cán bộ cấp trên là giả vờ giả điếc. Nhân dân chúng tôi là hết đường đi, ai cũng là rưng nước mắt, ai cũng là coi như ứa lệ. Coi tưởng ảnh nghĩ tới là không phải nhân dân chúng tôi là chiếm đất
của nhà nước, đất cũng mồ hôi nước mắt của nhân dân chúng tôi tạo lập lên. Chẳng thà nhân dân chúng tôi, các ông có làm cái gì cho quốc phòng, quốc gia thì nhân dân chúng tôi sẵn sàng hy sinh. Có đó được phải đền bù nhân dân chúng tôi mới là gọi là đúng. Đây cần đi cúc tránh trộn nhân dân chúng tôi, còn cho còn công an đàn áp nhân dân chúng tôi. Chúng tôi đi đâu về đâu đây? Hỡi quý ông. Vậy mà Thủ tướng Chính phủ nói là xóa đói giảm nghèo, các tình thương nghĩa cho dân, mà đưa dân vào đường cùng, dân không có nơi nào để ở, phải ở cạnh đường, màng trời chứ đất, sống đầu đường xó chợ, sống ngoài dưới hè. Vậy là Thủ tướng nói á, nói mà không thực thi theo lời nói của Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhân dân chúng tôi cũng muốn như vậy. Bây giờ bà con mình hô lên ít tiếng rồi cho mày con nghĩ. Để cho con mày nói chuyện. Cái gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ như gì cộng sản làm. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam. Tự do. Bà con ơi. Ơi. Có ai mất đất mất nhà nhưng chúng ta không? Có. Chúng ta dạy mà đi hát dạy, với bà hát dạy mà đi bà con ơi. Dạy mà đi, dạy mà đi, dạy mà đi hỡi đồng bào ơi. Ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại, chẳng nên khôn khôn khổ một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc bay, dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đã chiến thắng không bao giờ dân thất bại, dân nên khôn khôn khổ một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại, dân nên khôn khôn khổ một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mãi, dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Xin cảm ơn mọi người anh chị em đã cùng trong chia sẻ dân với dân on ba miền trong tôi cứ nỗi đau khổ trầm trọng như thế này mà nhà cầm quyền đáng cộng sản đã nhắm mắt làm ngơ cướp hại nhân dân chúng tôi còn nhắm mắt làm ngơ, cho nên nhân dân chúng tôi quá đau khổ như thế này. Xin xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ với nhân dân ba miền chúng tôi. Nhân dân ba miền chúng tôi xin cảm ơn, lời cảm ơn mọi người ạ.
cho xin rằng mọi người đã chia sẻ nhân dân chúng tôi, đảng viên nhân dân chúng mình, giờ bà con chúng mình cho và chẳng có tay thiệt to lên. Xin cảm ơn mọi người ạ.